vừa mới mở cái túi đồ decor hôm qua mình đi mua. Cái gì cũng có hoa. Phát hiện ra là cái gì cũng có hoa, mặc dù lúc mua thì mình cũng không có chủ đích ấy. Cái gối này xinh dã man. Với cả là cái tấm khăn trải bàn, chén. Mình bắt đầu mua đồ decor để cho nhà mới rồi. Thế nên là ngày hôm nay thì mình quyết định là sẽ quay một cái vlog mà cả ngày của mình chỉ có toàn là hoa lá cành mà thôi. Bây giờ mình đang mang đồ make up với cả đồ skin care ra ngoài này để mình sẽ skin care với cả make up ở ngoài này luôn. Đổi cảnh một tí. Mình đã thay luôn một chiếc váy hoa. Cái váy này kiểu nó thoải mái nhỉ, để mình ngồi mình skin care trước. Vì là hôm nay thì sẽ là tiêu chí là toàn hoa với hoa thôi, cho nên là mình cũng sẽ skin care bằng một bộ sản phẩm cũng được chiết xuất từ hoa, đấy là nhị hoa nghệ tây hay còn gọi là saffron ấy. Đó, thì cái bộ sản phẩm này là của Yula Cosmetics. Ok, trước tiên thì mình sẽ sử dụng cái toner này. Đây là Saffron Tone Up Repair Purple Toner. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ là bằng bọt ấy mọi người. Mình sẽ cho ra tay khoảng 2 băm như thế này. Đó, nó là dạng bọt. Trước đây mình hay sử dụng sữa rửa mặt dạng bọt, chưa sử dụng toner dạng bọt bao giờ. Thì mình thấy là cái sản phẩm này ở bên Hàn đợt này nó đang khá là hot ấy. Và mình cũng nghe nói là khi mà nó ở dạng bọt như này thì nó có thể cấp ẩm sâu vào trong da của mình gấp 3 lần. Giờ mình sẽ xoa đều, xong đấy là mình sẽ thoa lên mặt. Cái bước này thì nó sẽ giúp cho mình có thể cân bằng lại được cái độ pH ở trên da sau khi rửa mặt. Khi mà thoa em này lên ấy thì mùi thơm của nó rất là kiểu nhẹ nhẹ và dễ chịu. Và đúng thơm cái mùi nhị hoa nghệ tây luôn ấy. Nhưng mà thực ra là lần này mình ở trong điều hòa nhiều ấy, xong mình đi xe cũng ở trong điều hòa, nói chung là chỉ ở trong máy lạnh thôi, là mình sẽ thêm một cái bước toner nữa cho da nó ẩm hơn. Và cái mùi thơm của em này nó kiểu dễ chịu thư giãn ấy. Em này nó thấm rất là nhanh vào trong mặt của mình. Ok, thế là xong bước toner, mình sẽ vỗ vỗ nhẹ nhẹ một tí cho nó thấm sâu hơn vào trong da mặt của mình. Bước thứ hai thì mình sẽ sử dụng cái serum này. Em này là Yula Saffron Tone Up Repair Serum. Phần trong em này thì sẽ có vitamin C nguyên chất với cả là có saffron. Đó, mình sẽ cho ra khoảng độ tầm 2-3 giọt. Cái kết cấu của em này thì mình thấy là nó khá là nhẹ, nên là mình dùng ban ngày mình cũng không cảm thấy là nó bị bí da. Mình cũng sẽ xoa đều ấm trong lòng bàn tay, xong rồi là mình sẽ áp lên da của mình. Khi mà bảo quản những cái sản phẩm này thì mọi người nên tránh ánh nắng mặt trời ra. Và những cái sản phẩm mà có vitamin C, đặc biệt là vitamin C nguyên chất ý, thì mọi người chỉ sử dụng trong khoảng độ 2 tháng thôi. Đấy là lý do vì sao mà hãng chỉ làm cái này, nó cái dạng hũ này nó rất là nhỏ như thế này. Mình xem ở trên những cái trang review ý, thì những bạn nào mà da ngăm ngăm một tí thì mình thấy là các bạn ý cải thiện rõ rệt được chỉ sau khoảng độ 2 tuần sử dụng thôi. Nên là bạn nào mà bị nám hay là bị thâm ý, thì mọi người cũng có thể thử tham khảo cái serum này nhá. Sau đó thì mình sẽ sử dụng em cream này. Đây là Saffron Tone Up Repair Cream. Cái chức năng cấp ẩm của em này thì mình thấy là nó cũng phải giống đến 90% so với cái em Neutrogena Hydro Boost đấy. Về việc cấp nước, trong thành phần của em này thì lại có thêm nhị hoa nghệ tây này, vitamin C với cả vitamin B5 nữa, nên là nó sẽ càng cấp ẩm sâu hơn và nó sẽ giúp cho da của mọi người kiểu được dưỡng trắng nữa. Nó cũng là cái dạng gel trong suốt giống cái sản phẩm mà vừa rồi mình bảo. Cái em này mình cũng để trong tủ lạnh để khi mà lôi ra mình dùng ấy thì nó sẽ kiểu làm cho da mình nó được mát mát dễ chịu. Hôm nay mình đi nắng nhiều quá ấy, xong rồi da mình nó cũng rất là dễ nhanh bị sạm. Xong rồi nó kiểu bị mẩn đỏ lên bởi vì là nó bị nắng quá, nó kích ứng lên ấy. Ok. Da của mình nó đã ẩm hơn rất nhiều rồi. Đây cũng là một cái sản phẩm mà mình thích nhất trong cái bộ sản phẩm này của Yula Cosmetics. Bước cuối cùng trong chu trình skincare sáng nay của mình, đấy là em Saffron Tone Up Day Cream này. Em này thì trong này sẽ có cái chỉ số chống nắng SPF là 22. Nó sẽ giúp cho da mình có thể chống nắng được. Mình thích cái này ở một cái, đấy là những hôm nào ấy mà mình lười make up ý, thì em này nó sẽ giúp cho da của mình nó nâng tông lên một tông. Mình sẽ lấy một ít ra tay như thế này thôi là đủ dùng. Cái bộ sản phẩm này thì cái hiệu quả và chất lượng của nó thì đều được đảm bảo bởi KFDI, nên là mọi người cũng yên tâm nhé. Xong, mọi người thấy là da mặt của mình nó đã được nâng lên một tông không? Bây giờ thì mình chỉ cần là kiểu make up nhẹ nhàng một tí thôi là ok rồi. Hôm nay thì mình chọn tông màu vàng vàng BB vì là bố Kiên thì cũng đang mặc cái tông đó. Thôi giờ bọn mình sẽ đi ăn. Cái váy này hôm nay thì nó có hoa nhí này mọi người. Đó. Mình bởi vì là váy thì đã có hoa rồi nên là mình mặc cái áo này trông cho nó đỡ kiểu hoa hoa sói cả cây quá.
Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội nó rất là nắng nóng, nhưng mà đúng hôm nay mình quay vlog thì trời lại mát dịu hơn nhỉ chồng nhỉ. Vậy còn có đang có vài hạt mưa li ti nữa. Đây, ở đây thì đang có cái set là cánh đồng sen, cũng có tiêu chí là có hoa. Hay sao bọn mình sẽ gọi cái set này thì nó có hoa, chú gọi đi. Hôm cơm mình đang được giảm giá, nếu check in ở nhà quay vlog mình có được giảm giá. Chồng mình vào đây là đúng là cái kiểu mà không gian quán mà sau này bọn mình về già và chồng mình muốn mở, kiểu nó là đồ ăn gọi là hàng ngày gia đình ấy. Ăn cả dân dã gia đình hàng ngày ấy, với cả đúng cái kiểu con xe mà bọn mình thích luôn. Hôm nay mình cũng không dùng kem nền, mình chỉ sử dụng cái day cream đấy, với cả là thêm một chút kem chống nắng và che cái điểm ở quần mắt này thôi. Tại vì là với hôm nay trời nóng quá ấy, nên mình cũng lười kiểu make dày ấy, mặt nó sẽ rất là bí. Mình có cái này là rau củ quả để ăn với cả kho quẹt. Có phải kho quẹt đâu nhỉ? Từ đã là thế, nó có cánh hoa sen này. Đó. Xong đấy là có thêm một món nem, nem sen, thịt rang, có canh, chè sen. Và cái này là cái cơm mà ở bên trong có cái hạt hoa sen ấy. Ăn rồi. À, chẳng hạn. Bây giờ thì Bục Kiên sẽ đưa mình đi qua chỗ Chum, là bạn của mình ở đấy thì hay mở workshop kiểu dạy cắm hoa ấy. Hôm nay mình sẽ bắt nó dạy mình cắm hoa mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi qua đó nhá. Đây, nó sẽ xong chỗ này. Xem hôm nay sẽ cắm hoa gì. Bình thường nếu mà bạn nào mà muốn mua hoa để mà về nhà cắm thì mọi người cũng có thể là đặt ở đây được. Đây là Tridia. Bông này là bông màu xanh da trời. Thì tên tiếng Việt thì chưa tìm được ra tên tiếng Việt của nó là gì. Cái này thì gọi là thiên nga mắt đen. Nhưng thực ra là nó cũng không, mắt nó cũng không đen lắm. Nhưng mà tên gọi thì là như thế. Cái này là cappuccino. Pin của cà phê đâu rồi? Nó lên hình thì nó hơi hồng hồng, nhưng ở ngoài thì nó đúng kiểu màu màu hơi nâu cà phê ấy nhỉ. Cái này tưởng tượng như là trong một khu vườn ý. Mình sử dụng cái phần đế ở dưới là một cái chậu cây thật sự. Nó có lỗ đàng hoàng. Nó như là một cái chậu cây mình cảm giác là như thế. Giới thiệu luôn, bạn nào mà thích đến đây học thì sẽ có những cái buổi hướng dẫn. Ngại quá. Dạ luôn. Đang thích cái hoa màu xanh này này. Cứ cho vào thôi. Là mình chọn một cành xong mình lại để ra một góc, xong mình lại chọn một cành thì nó không, mình không nhìn được tổng thể ấy. Thì chọn hoa thì mình để như thế đấy. Hợp lý này, hợp lý. Rồi mấy hồng vườn. Đây là hồng vườn. Hồng vườn là một dòng mà tô tâm đắc. Một chút cái này thì cảm giác cứ lợn nữa mọi người. Xuyến chị không được đó là. Nhưng mà thực ra đây không phải là hoa mọc ngoài đường đâu. Đúng rồi, đây là cung tana. Cung tana như giống như cúc họa mi ý. Đấy thì bây giờ là các anh nhân viên đang sắp lại hoa này, xong đấy là bọn mình sẽ ngồi đây để học. Sắp xong thành phẩm cuối cùng rồi. Bọn mình đang bày hoa ra đây để chụp tác phẩm. Đây là mình đang hơi chéo. Sau khi mà mình đi về thì bố đón Cam đi học, xong rồi bố cho Cam đi qua Tini. Nên là bây giờ cả nhà mình đang ở đây chờ Cam chơi. Bố mẹ bé đâu rồi? Đang quay video. Cam đi. Chơi cái này thông minh đấy. Chơi cái này cũng phát triển trí não này. Đây, khu vui chơi này cũng có hoa. Ôi! Ôi!
Cái gì đấy? Thì một ngày toàn hoa thì cuộc đời nở hoa thì cũng là một chuyện mà đi. Thì cũng là một bông hoa còn gì. Eo ơi. Thì bạn là một ngày toàn hoa. Còn gì nữa đúng không? Trời ơi, tự nhiên lại tặng quà mình đấy. Em vừa làm gì mà tay em ướt đấy. Một ngày toàn hoa, cuộc đời nở hoa. Cute đấy. Dạ vâng, tức là cute phù hợp với mùa hè để đi biển. Trời ơi. Mickey đang làm gì? Mickey đang cầm bó à. Ôi vì thế, mày mua cái áo này hả? Nhưng mà có to với em phải không? To được đổi nhá, khách quen. Đây nhá các bạn, đây là hoa vợ mình cắm này. Đây là chai rượu này, hôm qua mình đi mua bánh ngọt được người ta tặng này. Toàn đồ miễn phí. Em sao nó có thể trùng hợp như thế này được? Toàn hoa này. À từ từ. Tặng em. Trời ơi, tặng em. Lựa cho Cam được một. À không phải lựa cho Cam mà là Cam chọn một cái váy hoa. Đó, lúc đấy quên mất không quay lại cho mọi người xem. Hôm nay ngày hôm nay kiểu mọi thứ đều tình cờ luôn ấy. Này. Một cái váy hoa cho Cam. Đó, thế hôm nay Cam đi học này còn có một bức tranh cho mẹ này. Bức tranh này thì không liên quan đến hoa nhưng mà là quả. Một quả cam dành tặng cho mẹ. Cảm ơn. Cái cốc này hôm nay sẽ kết thúc một ngày toàn là hoa của mình với cả là hai cái nến này. Cái nến này thì nó ở trong này nó có cánh hoa khô ấy mọi người. Cái nến này cũng thế nên là mùi thơm nó rất là dễ chịu. Như vậy là mình đã kết thúc một ngày hôm nay. Và mình cũng, đây mọi người thấy không, mình đã thay cái gối này vào. Cái gối này kiểu lên rất là xinh luôn ấy. Bây giờ chắc là đắp xong cái mặt nạ này thì mình sẽ đi ngủ thôi. Vì ngày hôm nay thì khá là dài rồi. Nếu như mọi người thích những cái vlog dạng như thế này thì mọi người hãy comment phía bên dưới cho mình, để cho mình có thể tham khảo thêm được những cái chủ đề mà mọi người gợi ý cho mình nhá. Ngày hôm nay thì đúng là một ngày kiểu nở hoa luôn, vì cuối ngày mình đã có một cái bất ngờ rất là bất ngờ. Cảm ơn chồng mình đã làm cho cái vlog này thú vị hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ off camera để đắp mặt nạ nốt, xong đấy là sẽ đi ngủ thôi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog lần sau. Bye bye.